Thưa quý vị, văn hóa ứng xử trong gia đình thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là chủ đề buổi tọa đàm do Hội Phụ Nữ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép đứng chân tại thị xã Phú Mỹ phối hợp với Hội Phụ Nữ Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171, vùng 2 Hải quân tổ chức. Hơn 120 đại biểu là hội viên Hội Phụ Nữ các đơn vị tham dự tọa đàm. Tại buổi tọa đàm văn hóa ứng xử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, diễn giả đến từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ đến cán bộ hội viên phụ nữ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép, Lữ đoàn 167, Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân những kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, cách gìn giữ hạnh phúc gia đình. Những tình huống thực tế phát sinh trong gia đình do Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đơn vị đặt ra cũng được diễn giả chia sẻ cách giải quyết một cách thấu đáo.